Cái sản phẩm này cảm ơn khách hàng La Đình Tùng ở Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã ủng hộ em hai cái sản phẩm. Cái sản phẩm này đó là cái sản phẩm giảo hương nha, giảo thơm nha cả nhà. Đấy, sản phẩm giảo thơm đó. Đó cả nhà, em hôm qua em chia sẻ cho cả nhà, cây này thì nó cũng đến lúc mà mình phải sang cái chậu lớn rồi. Thì cái để mà cho bớt cái màu đất anh bớt thầy được lấy thầy, đó mình thầy đất mới. Thầy đất mới nha cả nhà. Thì đó, cái cây đây nó còn cái mặt bông này em cũng đã quay em chia sẻ rồi. Chia sẻ cho khách hàng rồi. Có nghĩa là tất cả các sản phẩm mà mua bên em á, em đều chia sẻ hết nha. Chia sẻ thông tin từ lúc chọn cây, khách hàng cũng là người chọn cây luôn, cho đến lúc mà bó cây, tất cả các hình ảnh em đều công khai minh bạch để cho khách hàng chúng ta giám sát cái cây của mình luôn, mình được theo dõi cái cây của mình luôn. Đó, đây là theo như cái thông số kỹ thuật của nhà vườn đưa đó, thì cái cây đây là cây giảo hương thơm. Bông á, thì em cũng đã cho khách hàng coi rồi, đọt đỏ, cái mùi thơm rất là thoang thoảng và dễ chịu nha. À, thì trong rất là nhiều cái cây của nhà vườn để chỉ có một cái cây này thơm thôi chứ cũng không có nhiều. À, thì đó em cũng đã cái bông, cái mặt bông cái nhà bông đây đó, hôm qua em chia sẻ đây cho chúng ta cùng xem cái sản phẩm giảo hương của nhà vườn nha. À, thì đối với nhà vườn thì có rất là nhiều các cái mặt hàng cây khác nhau như chúng ta đang nhìn trên màn hình đó. Đây rất nhiều nha. Nhà vườn hàng năm thì đưa ra rất là nhiều cái sản phẩm mai thẳng, mai chất lượng cao, gọi là cây mai là tạo nên thương hiệu của nhà vườn, kiểu mai bán hàng năm, kiểu mai bán trong năm đó. Ví dụ như nhà vườn thì ở các cái phân khúc mai nào cũng đều có để mà bán cho khách hàng hết. Anh cho nó ấy lại chút đấy, cho nó anh cái đây cái tên là ý là phải ghi không? Không được, anh cái cuốn để chút nó ghi sau vì hôm nay ít mà. Anh cuốn dày thêm chút anh. Dày chút anh. Ôi. Đây là anh La Đình Tùng ở như Thủ Dầu Một Bình Dương để mua hai sản phẩm, một sản phẩm cúc và một sản phẩm giảo hương. Đó. Và bây giờ là cái sản phẩm giảo hương thì đã em đã ấy rồi đây. Và bây giờ mình làm cái sản phẩm cúc luôn nha anh Tùng. Đó anh Hoàng. Đó. Đó là xong cái sản phẩm giảo hương nha. Bây giờ chúng ta đến cúc. Rất là cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành cùng với em nhé. Rất nhiều các cái chia sẻ rất là hữu ích cho em. Khách hàng trong đó rất là nhiều các khách hàng là những nghệ nhân mà chúng ta đang có những cái sản phẩm mai của nhà vườn mình rồi, cũng chia sẻ cho em được những kinh nghiệm rất là quý báu. Em trong quá trình mà học hỏi kinh nghiệm của khách hàng đấy, vừa là bán hàng vừa là học hỏi từ khán thính giả luôn, là những nghệ nhân chia sẻ cho em rất nhiều các kinh nghiệm về mai, như thế nào là một cây mai đẹp. Rất là nhiều khán giả đã nói chuyện với em cái giờ đồng hồ luôn để cho em những cái kinh nghiệm rất là quý giá trong cái lĩnh vực mai vàng đây. Thì như chúng ta biết là kiến thức thì chúng ta học ngoài nó không hết nhé, càng học chúng ta càng thấy mình là rất là nhiều cái cuộc sống, rất là nhiều cái hay cái đẹp mà chúng ta chưa biết được. Thì cứ hàng ngày đấy, chúng ta cứ thu thập và học hỏi thêm một ít dần dần để chúng ta sẽ phong phú hơn trong lĩnh vực mai vàng. Để cũng có rất là nhiều các cái kinh nghiệm quý giá lắm từ các nghệ nhân. Chúng ta nhìn nhà vườn ở đây nhưng có cả 30 năm làm nghề rồi cả nhà, không ít đâu. 27 năm làm nghề mai vàng đó. Thì làng nghề thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định thì em cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều các video để cho khách hàng chúng ta xem rồi. Thì với tới hàng ngàn hộ dân trồng mai, mỗi một hộ dân thì đều có những kinh nghiệm khác nhau nha, chứ không phải là hộ gia đình nào và nhà vườn nào cũng có những kinh nghiệm chung được cả nhà. Nhưng mà nó có một cái chung, đó là sản phẩm từ làng nghề mai vàng xã An Nhơn ra thị trường thì được đông đảo khách hàng ở cả ba miền của cả nước chúng ta yêu thích. Ngay cả những nơi mà bán mai vàng như trong miền Nam đó, bán mai vàng họ vẫn lấy giống từ mai Bình Định để về để ghép này cả nhà. Có nghĩa là cũng những cái sản phẩm mai của làng nghề thị xã An Nhơn đó, thì nó là rất là chuẩn nha cả nhà, rất chuẩn để cho khách hàng cả nước chúng ta đón nhận cái sản phẩm mai đẹp này. Ở miền Nam thì họ cũng mua về để họ ghép cho các cái sản phẩm mai của họ. Miền Nam cũng rất là nhiều cái cơ sở sản xuất mai.
rất nhiều là vườn lớn mà lấy mai từ thị xã đưa về rồi cả nhà. Cảm ơn anh La Đình Tùng rất là nhiều nhé, anh Tùng với hai cái cây sắn là cúc rin từ cây con và một cây giáo hương. Em cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ em cho cái sản phẩm này. Đây nha. Tiếp tục một cây đã đen hoàng, hai cái cây đen để riêng của khách hàng có tài khoản Zalo là La Đình Tùng. Bây giờ một cái cây kia đi anh Hoàng, cái cây kia đi. Anh đem vào đây để mình lấy luôn. Rồi một cái cây tiếp theo đó là một khách hàng ở thị xã Sông Cầu nha. Đây, cái cây tiếp theo là một khách hàng ở thị xã Sông Cầu đã ủng hộ em. Đây, trong cái lúc này thì em cũng chia sẻ một chút nha. Thì đối với nhà vườn thì có cái lô mai này rất là nhiều cây nha cả nhà. Rất là nhiều đấy, không phải ít đâu cả nhà. Đây, cái lô đây là cái này là cái mai lung. Cây kia nó. Đây là cái cây mai này thì nó sẽ về quê em nhé, thị xã Sông Cầu, cho một cô giáo ở thị xã Sông Cầu mua cái cây này. Cô giáo này thì cũng là đồng nghiệp với em. Sau khi rất là nhiều các video em chia sẻ thì cô thích một cái sản phẩm mai vàng của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, thì cô nói là cô mua một cây. Thì đó, nhân cái dịp hôm nay thì em cũng chia sẻ luôn. Cô giáo như thị xã Sông Cầu nha, đồng nghiệp với em đó, ông ủng hộ một cái sản phẩm mai vàng thị xã An Nhơn. Em cũng tiện em chia sẻ luôn cho cô chú các anh chị khán thính giả chúng ta cùng theo dõi luôn. Đây này, đọt đỏ đây cả nhà xem nhé, khi mà nó ra nó đỏ tía như thế này này cả nhà này. Đây nhé, chuẩn đọt đỏ luôn nha cả nhà, đỏ luôn đó. Khi mà nó búng cái búp ra, búng cái đọt non ra là sau khi mà chúng ta chơi Tết xong rồi, nó đỏ rực cái cây lên như thế này luôn đó. Gọi là lọc đỏ đó cả nhà, cái màu đỏ nó là cái màu mà nó tượng trưng cho cái sự may mắn đó cả nhà. Cái này chúng ta hôm nay ông này đỏ thế là ví dụ là vậy, đó là cái màu đỏ đó cả nhà, đỏ đó là sự may mắn. Cho nên là cái đọt đỏ là phải nói tới 95% là khách hàng thích đọt đỏ rồi. Trong đó thì vẫn còn một số người vẫn thích đọt xanh. Xanh là mai truyền thống ở ngoài đó là gọi là mai hứa. Đó như nhà vườn đang chia sẻ đó cái này. Đó là để cho truyền thống. Đó thì như nhà vườn chia sẻ đó, đọt xanh là mai truyền thống của ngoài Huế nha cả nhà. Đó, cho nên là ở ngoài Huế thì cũng có mai, mà mai truyền thống ngoài Huế là mai đọt xanh. Nhưng mà có thể là mai đọt xanh thì chỉ ngoài Huế thôi, chứ còn cả nước thì lại ít thích mai đọt xanh lắm. Chủ yếu là thích đọt đỏ. Tranh thủ em ra để em trả đơn cho khách hàng, chứ không để nợ đơn khách hàng lâu quá thì em thấy em cũng ngại, bởi vì cái đấy riêng anh Hoàng, để riêng. Rồi thì chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn và cũng cảm ơn khách hàng luôn nha. Anh La Đình Tùng ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ủng hộ hai sản phẩm, và cô giáo ở thị xã Sông Cầu ủng hộ em một sản phẩm này. Em xin phép được khép lại cái video này ở đây ạ. Khách hàng có nhu cầu ạ thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha, nhắn tin gọi điện cho em để chúng ta sở hữu các cái sản phẩm mai đẹp của đúng mai làng nghề thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các video lần sau ạ.